200 cầu thủ đội trẻ Sông Lam Nghệ An bị nợ phụ cấp xuyên Tết. Dù được hứa hẹn sẽ nhận phụ cấp trước Tết, nhưng đến ngày 30 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, hơn 200 cầu thủ đội trẻ Sông Lam Nghệ An vẫn chưa nhận được tiền. Ngày 21 tháng 1, tức ngày 30 Tết, nhiều cầu thủ đội trẻ câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An tiếp tục lên mạng xã hội than thở về chuyện họ chưa nhận được khoản phụ cấp 1,5 triệu đồng một tháng bị chậm trong nhiều tháng qua. Theo cầu thủ này, nếu như các năm trước các em được trả phụ cấp 1,5 triệu đồng một tháng thì đến năm nay họ chỉ nhận được một nửa khoản tiền này trong 3 tháng đầu năm 2022. Trước đó, ngày 6 tháng 1, tại cuộc họp báo tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức, bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An cho hay, Sở đã làm việc với Sở Tài chính, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An liên quan đến vấn đề tiền lương, phụ cấp của hơn 200 cầu thủ trẻ bị chậm trong gần một năm qua. Tuy nhiên, đến nay, hơn 200 cầu thủ của lò đào tạo trẻ câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An vẫn chưa nhận được tiền lương, phụ cấp như lời bà Hạnh nói, khiến không ít cầu thủ trẻ chạnh lòng. Ngoài khoản tiền nói trên, các vận động viên đoạt huy chương vàng trong năm 2022 còn được nhận thêm tiền thưởng của tỉnh. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tất cả số tiền trên vẫn chưa được chi trả cho các em. Ông Nguyễn Đình Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An, giải thích kho bạc đã chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An vào khoảng 17 giờ 45 phút ngày 19 tháng 1, tức ngày 28 Tết, số tiền hơn 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, do toàn bộ hệ thống ngân hàng đã đóng nghỉ Tết nên không kịp chi trả phụ cấp cho các học viên theo như kế hoạch ban đầu. Ra Tết, sau khi ngân hàng quay trở lại làm việc, công ty sẽ lập tức chuyển tiền đến các học viên. Việc này là bất khả kháng nên các em cũng thông cảm, chia sẻ cùng công ty, trung tâm, ông Nghĩa nói.